Thạch Hạo đã hóa thân thành chiến thần đổ sát tiêu diệt hết những người dám khinh thường tộc nhân tội huyết. Sau đó ung dung đi lên trên cổ đàn. Càng lên cao thì áp bách càng nặng. Nghe nói áp lực trên tầng thứ 4 giống như đang vác núi cao. Chuyện vác núi Thạch Hạo đã làm quá nhiều lần rồi, cho nên vẫn thoải mái đi lên với tốc độ cao. Những người khác thì không làm được, cho nên sau khi chứng kiến hành động của nam chính thì tỏ rõ bộ mặt ngạc nhiên cùng thán phục. Thạch Hạo cũng cảm thấy việc bước lên trên đỉnh cổ đàn cũng là một thử thách, không đơn giản chỉ vì thần dịch mà còn là sự rèn luyện nhục thân. Sau khi tới đỉnh, áp lực đã quá mạnh mẽ, đi lại bắt đầu khó khăn. Chào đón người đầu tiên bước lên đỉnh là một cái thần bia. Từ xưa tới nay, người leo lên tế đàn tầng thứ 9 đều có thể xưng hùng ở trong thời đại, đồng thời có thể lưu danh trên thần bia to lớn này, từ đó lưu truyền thành danh đến các thời đại sau. Rất nhiều người chờ mong cậu lưu danh vào bia đá, như vậy bọn họ có thể biết được lai lịch của Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức dùng pháp lực viết một chữ tội lên bia đá, rất nhiều người ngỡ ngàng vì hành động này quá to gan rồi. Rất nhiều người cho rằng cậu đang làm loạn, Thạch Hạo lập tức nhắc nhở bọn họ, chữ này không phải là khuất phục mà là vinh quang, là công tích cùng huy hoàng, chân tướng sớm muộn cũng sẽ bày ra khắp thiên hạ. Mọi người nghe vậy cũng lấy lại sĩ khí và cùng nhau hô hào. Thạch Hạo tiếp tục đi về phía trung tâm tế đàn để lấy chí tôn dịch rồi trực tiếp nuốt vào bụng. Sau khi sử dụng, nguyên thần lập tức đột phá. Sau này đốt lên thần hỏa chắc chắn sẽ giúp cậu cảm ngộ được nhiều hơn. Phía bên ngoài, đám cường giả sau khi chứng kiến được hành động của Thạch Hạo cũng kinh hãi. Đột nhiên lại có một tên đại hung tội huyết chẳng biết từ đâu xuất hiện, lại còn mạnh tới như vậy. Nếu để cho tiểu tử đó vào tiên cổ di địa tranh phong thì chắc chắn sẽ rất phiền phức cho các đệ tử cổ giáo. Thế là cường giả thiên thần lập tức đưa nguyên thần vào trong. Nguyên thần sử dụng 3 món pháp khí thiên thần tấn công. Đây đúng là chơi lớn, quyết tâm phải tiêu diệt được nam chính. Sức mạnh từ pháp khí tỏa ra uy lực khủng khiếp, có thể xóa sổ bất cứ chân thần nào. Huống gì là tôn giả cảnh như Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo cũng không phải dễ chết như vậy. Cậu lấy ra trường kích đối kháng trực diện. 3 món pháp khí liên hợp với nhau tấn công kịch liệt. Rất tiếc rằng nơi này chính là linh giới, tu vi ở đây đều bằng nhau. Mặc cho bọn chúng tới đánh thì cũng chỉ có thể phát huy sức mạnh tương đương tôn giả cảnh. Ở trong cảnh giới này, cậu chính là vô địch. Chỉ với vài đòn tấn công cơ bản, 2 món pháp khí đã bị đánh nát. Một món còn lại định quay xe bỏ chạy, Thạch Hạo nói không với điều đó. Đã đến rồi còn muốn đi, cậu lao lên phá tan cái chuông, đã không làm gì được tiểu tử này rồi, lại còn bị hủy mất 3 món pháp bảo. Đây là tổn thất không hề nhỏ, dùng thực lực không làm gì được, tên cường giả thiên thần đành phải dùng lời nói uy hiếp. Vừa lên tiếng đã tỏ rõ sự phân biệt chủng tộc. Cho rằng cậu lạm sát đệ tử các đại giáo, chống lại thiên phạt và phá hủy quy tắc, hôm nay tất phải trấn áp. Bọn chúng sử dụng một món chí bảo là cái dây thừng để trói chặt Thạch Hạo lại. Cái dây thừng này trước đó Thạch Hạo đã từng phá tan nó, nên bây giờ muốn phá tan lần thứ 2 lại quá dễ dàng. Ép cho phân thân tên cường giả trọng thương và phải lộ mặt ra ngoài. Ban nãy lão ta vẫn âm thầm đánh lén, giờ đã xuất hiện. Thạch Hạo không nói lời nào, liền lao lên tấn công phủ đầu. Lão ta vội tránh né rồi tìm cơ hội phản công ngược lại. Nhưng vẫn chẳng thể trụ được quá lâu, sau khi bị đánh trọng thương, lão ta lại tiếp tục uy hiếp. Tiểu tử dám đánh trọng thương lão, tội châu này sẽ không còn chỗ cho cậu dùng thần nữa. Thạch Hạo thẳng thắn đáp trả, hành động xông vào trong của lão ta vốn dĩ đã không còn cho cậu chỗ dùng thần rồi. Giờ còn nói mấy lời vô nghĩa này thì đúng là nực cười. Nói rồi cậu cũng bắt đầu đập cho lão ta một trận. Thay vì dùng một chiêu kết liễu thì cậu lại cho lão trải nghiệm cảm giác bị đánh đập cho xà bã. Đường đường là cường giả thiên thần, bị một tiểu bối đánh đập thì đúng là sự sỉ nhục quá lớn. Đây chính là cái giá cho tội trêu chọc vào Thạch Hạo. Cuối cùng cậu cũng tiễn cái phân thân của tên cường giả xuống địa ngục. Vì vũ khí cậu sử dụng là diệt hồn trầm nên sau khi bị diệt sát tại linh giới thì nhục thân bên ngoài cũng bị chém rụng. Thế là tên thiên thần đã bị tiêu diệt. Một vạn thí sinh tôn giả cảnh thông qua thí luyện có thể rời khỏi linh giới. Nhục thân của bọn họ có thể tiến vào khu không người. Thạch Hạo nhanh chóng chuyển map. Tất cả người tiến vào bên trong đều tập trung lại một chỗ. Một đóa hoa sen xuất hiện, 3.000 cánh hoa tượng trưng cho 3.000 châu. 5.000 vạn tu sĩ tôn giả cảnh thông qua ải sẽ được phân chia đến các châu tương ứng với khu vực của mình. Cánh hoa mở ra, điều này cũng đồng nghĩa rằng thời đại này bắt đầu được mở ra. Đóa hoa sắp nở, uy áp tạo ra vô cùng khủng khiếp. Nhìn thấy sự bất ngờ của Thạch Hạo, một tên thiếu niên cũng khinh thường, cho rằng một đám tục nhân chưa trải sự đời làm sao biết được. Nụ hoa tiên đạo sắp hiện thế sẽ mang đến điểm lành. Quả đúng như vậy, cơn mưa ánh sáng của đóa hoa có thể khiến tu sĩ gia tăng 100 năm tuổi thọ.
người bên ngoài có thể dùng pháp lực quan sát được tình huống bên trong. Nếu như vậy, thì Thạch Hậu cũng không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Tên thanh niên ban nãy nói lời khinh thường lại đột nhiên chào mời đi theo hắn. Cũng hơn là vào tiền cổ nằm mạng uổng phí. Vì nhục thân tiến vào trong nên bị tiêu diệt cũng đồng nghĩa sẽ phải chết. Thạch Hậu mỉa mai sự tự tin của đối phương rồi thẳng thắn từ chối. Bản thân quen hành động một mình rồi, không thích đi chung. Rất nhanh sau đó, các cánh hoa cũng bay ra ngoài. Phía trên mỗi cánh hoa đều xuất hiện một cánh cổng không gian để tiến vào trong. Rất nhiều người không kìm nén nổi sự kích động nên đã thiêu đốt thần hỏa. Thần hỏa cảnh đâu thể tiến vào trong, hành động của bọn họ chính là tự chọn mồi chôn cho mình. Những cánh hoa lớn đều đã bị các cổ giáo lớn chiếm giữ, các tán tu không thể tranh phong được, bọn họ chỉ có thể chọn những cánh hoa nhỏ để tiến vào. Thạch Hạo cũng lập tức nhảy lên cánh hoa để xông vào trong tiên cổ. Diễn biến tập phim đến đây khép lại, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!